Trong ngày cưới của con trai, mẹ chồng phát hiện cô dâu là con ruột thất lạc nhiều năm. Mới đây, câu chuyện cảm động về cuộc trùng phùng của hai mẹ con sau nhiều năm thất lạc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Điều đáng nói, con gái ruột lại chính là người phụ nữ mà con trai bà lựa chọn để về chung một nhà. Theo đó, câu chuyện xảy ra tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, người phụ nữ tuổi trung niên đã bất ngờ tìm thấy con gái mất tích cách đây hơn 20 năm khi tới dự đám cưới con trai. Vô tình nhìn thấy vết bớt trên cánh tay của con dâu, bà mẹ ngờ ngợ nhớ lại hình ảnh đứa con gái nhỏ tuổi năm nào cũng có đặc điểm tương tự. Nhìn một hồi lâu, bà quyết tâm đi hỏi gia đình nhà thông gia về xuất thân của con gái, họ xem liệu rằng cô có phải là con nuôi hay không. Điều không ngờ chính là cái gật đầu tới từ thông gia. Họ cho biết đây là bí mật đã giấu kín suốt nhiều năm và chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả con gái. Cô dâu hóa ra thật sự được gia đình nhặt về từ 20 năm trước, tuy không chung huyết thống nhưng họ vẫn yêu thương cô như con đẻ, bởi vậy mới quyết định giấu đi sự thật. Gia đình thông gia cũng bày tỏ sự bất ngờ khi bà mẹ lại biết tới chuyện này. Trước lời khẳng định từ nhà gái, bà dường như chắc chắn rằng cô dâu chính là con gái ruột đã thất lạc năm xưa. Bà tiến lại gần, nhìn thật kỹ vết bớt trên tay và xúc động nhận con gái. Mọi dằn vặt suốt bao nhiêu năm khi để mất con gái như trực trào khiến bà không cầm nổi nước mắt. Thấy cô dâu còn ngơ ngác, bố mẹ của cô đã đứng lên nói rõ sự việc. Sự thật khiến nhiều người cũng phải bất ngờ khi con dâu nay lại hóa thành con đẻ. Người tưởng là mẹ chồng, giờ lại là mẹ ruột. Bỗng nhiên, đám cưới trở thành ngày đoàn tụ đầy xúc động của cả hai mẹ con. Nghe tới đây, nhiều dân mạng tuy thấy mừng vì cuối cùng mẹ con sau bao nhiêu năm xa cách đã được trùng phùng. Thế nhưng nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng cho hôn lễ. Nếu cô dâu là con ruột của mẹ chồng thì điều đó đồng nghĩa với việc chàng trai mà cô định kết hôn sẽ trở thành anh em với cô. Cả hai cùng chung huyết thống sao có thể kết hôn? Trước những thấp thỏm của mọi người, ba mẹ cũng đã lên tiếng giải thích. Theo đó, hóa ra chú rể tưởng là con ruột của bà nhưng thực chất lại là con nuôi. Anh được mẹ nhận về nuôi sau khi bà lạc mất con gái vào năm đó. Như vậy cô dâu và chú rể không phải anh em ruột của nhau. Câu chuyện khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ngày vui được nhân đôi khi bà mẹ không chỉ nhìn thấy con trai yên bề gia thất mà còn tìm lại được con gái ruột của mình. Dân tình không quên gửi lời chúc tới gia đình và bày tỏ sự xúc động khi nghe câu chuyện. Đi một vòng rồi con cũng sẽ trở về bên mẹ thôi, xúc động quá. Ngày vui lại càng thêm vui, đọc tới đoạn nhận cô dâu là con ruột mà tôi mém xỉu. Tưởng anh em ruột luôn đó, may là kết thúc có hậu, chúc mừng gia đình. Đúng là song hỷ lâm môn, cô dâu cũng khỏi lo vấn đề mẹ chồng nàng dâu nữa rồi nhé. Ai cũng là con cưng hết. Hiện tại, câu chuyện vẫn đang nhận được sự quan tâm và tương tác lớn từ phía cộng đồng mạng. Bạn nghĩ sao về cái kết này? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.